Lồng đèn Hội An được chọn làm quà tặng của tỉnh Quảng Ngãi dành cho các đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 sắp diễn ra tại Việt Nam. Anh Huỳnh Phước Đức, chủ một cơ sở sản xuất đèn lồng ở Hội An cho biết, nhận được đơn đặt hàng với 2.400 chiếc. Họa tiết chính là hình hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, cô gái áo dài và phố cổ Hội An. Ngoài ra, Quảng Ngãi còn làm 30 bức tranh mạ vàng chùa cầu để tặng cho Bộ trưởng và trưởng đoàn các nền kinh tế, các định chế tài chính, tín dụng quốc tế. Dự kiến có khoảng 450 đại biểu, gồm Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên APEC, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, tham dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng đầu tháng tới ngoài tổng thống mỹ donald trump và tổng thống nga vladimir putin xác nhận sẽ đến tham dự chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng nhật bản shinzo abe dự kiến cũng sẽ có mặt ở đà nẵng dù chưa có xác nhận chính thức